Chưa, một năm sau cô tới mới năm nghỉ. 79 79 là cô mới nghỉ. Nhưng tại sao cô nghỉ cô? Thì khó khăn quá. Đường nhà xa, từ Sài Gòn mà lên đó là 20 cây số. Đạp xe, tôi chở đi bằng xe đạp. Ủa sao chú xe không ra đam chú đâu? Xăng không có xăng. Cấp cho tháng có mấy lít à? Có xe mà không có xăng cũng khổ. Cô có xe đẹp mà không có xăng đâu. Có tiền thì mình mua ở ngoài, xăng nó bán ngoài thiếu gì. À, nhưng mà tiết kiệm ha chú hả? Tiết kiệm thì tiền đâu mà tiết kiệm, không có tiền mà tiết kiệm gì. À, lương có mấy chục đồng bạc à, lo mua sữa, mua sữa con á. Thời năm 78, 79 là cực kỳ khó khăn. Ở chỗ qua khỏi Bình Triệu á. Dạ. Hồi đó là trống trải hết. Dạ. Ruộng rẫy không à. Đúng rồi. Chó đi, phải ngáp. Cái đồng chó ngáp. Cánh đồng chó ngáp. Trời ơi, đúng là lúc đó vắng lắm. Vắng lắm. Ủa là sao chú cho đi vắng nghe. Vắng, vắng quá, chó nó buồn quá. Lớn quá, hay để nó sủa. Giờ chú đi làm thêm gì chú? Làm thì ơi, đủ nghề lắm. Chạm đã ôm. Ờ, có cái xe mà. Xe có xe đam xe. Đó, dạ. Rồi tôi bán bánh ở sân vận động. Bánh gì chú? Bánh rê, bánh cay. À. Trước đó đó là năm 82 á, tôi thấy đời sống khó khăn quá. Tôi muốn chuyển nghề. Nghề lái xe là nghề nó ngon à, có ăn á. Thì ông anh rể đó, ông đang làm xe, anh chạy xe. Cái tôi mới nói, ảnh nói, anh kiếm cho tôi chiếc xe sang đi. Sang chứ không có mua, bởi vì đó là xe của nhà nước không à. Dạ, con lấy xe là nó cải thiện đời sống rồi ha. Dạ. Chỉ có đó là kiếm. Cô ở nhà cứ chăm sóc con vậy đó. Đúng hả? Rồi. Cô ở nhà không. Cứ ở nhà vậy. Rồi xong rồi có hai đứa mình cũng sinh thêm người nào nữa. Tôi thấy khó quá. Khó khăn quá. Phải qua năm 90 rồi bắt đầu đổi mới hơi hơi rồi. Chú đi ra ngoài chú bươn chải nhiều hơn thì cô có sợ hay không cái việc mà chú ra ngoài chú tiếp xúc với lại nhiều người mà trong đó có các cô gái đẹp khác nữa? Đúng, cũng sợ chứ, mình là đàn bà mà mình dĩ nhiên là mình cũng phải ghen có một chút, nhưng mà mình thấy trước đó thì chú cũng là người mình cũng tin tưởng hơn, vì thấy chú cũng thật thà đó, thành ra mình cũng yên tâm chút. Nhưng mà ghen thì cũng phải ghen. Kính chào cô chú ạ. À. Em chào Quỳnh Linh. Dạ. Hiện nay thì chú ở đâu, đang ở đâu ạ? Thì ở phường Cầu Kho, quận 1. Cô chú ở chung với mấy người con cháu hay sao? Có hai người con. Con gái lớn chú là bao nhiêu tuổi rồi? 42 tuổi. Còn con trai? 36 tuổi. Là chỉ có hai người con thôi? Hai thôi. Có gia đình hết rồi? Chưa có ai hết. Duyên nợ nó chưa đến thôi. Có anh con Út ở đây 36 tuổi, để một chút nữa con 35 tuổi con qua con hỏi chuyện riêng. Xin mời hai người con của chú đến với bạn muốn hẹn hò nha. Chú kỳ quá, chú chưa vậy chú giật mối của con rồi. Thì nó à, đầu của Quyền Linh đâu có hối đâu mà sao mà hay nói cho Quyền Linh hối đúng vậy. Đúng rồi, nó hay nói con hối. Với lại con cũng chọc thì cũng ngấy luôn. Coi dạ, đâu hối bạn muốn hẹn hò thấy nói là Quyền Linh hối tóc, hối tóc gì đâu. Tóc chú nha, bữa tóc con dài nó tới đây luôn nè, nhiều lắm. Tóc con mà để chừng 2 tháng không hết á, nó dài. Quyền Linh này trắng cao thôi chứ cao không thông minh chứ hối đâu. Không hối. Nhưng mà ngạc nhiên hoài là mỗi lần coi bạn muốn văn hò cái mấy người giữ nói tôi nguyện vọng là đừng có kiếm người đừng có hối. Ở chú thấy còn có hối không? Không hối đâu. Các anh chị biên tập hãy giữ nguyên cái đoạn này phát sóng nha, đừng cắt cái đoạn này ra nha. Bây giờ chúng ta tiếp tục quay trở lại với câu chuyện của cô chú. Bây giờ chúng ta hãy cùng nhau quay ngược thời gian trở về với lại những cái ngày đầu tiên mà cô chú gặp gỡ nhau đi nào. Tôi vô học sư phạm năm 1971. Dạ. Vợ tôi vô năm 1972. Lúc đó thì tôi làm trưởng khối học tập. Thì vợ tôi vô sau á, nguyên tắc ra thì tôi vô học rồi tôi biết là phải dạy thử, dạy phải năm thứ hai mới bắt đầu vô dạy. Mới vừa vô và bắt bà xã tôi đi dạy. Thì bà chân ứng người ráo vô đâu biết gì đâu. Rồi tài liệu học tập sao mà biết. Cái cổ mới nhờ người bạn học cùng khóa với tôi chỉ cái người đó, rồi nhờ người đó chỉ giùm anh nào mà lo về học tập, lo về tài liệu vậy đó, chỉ giùm, gặp tôi rồi nhờ tôi giúp đỡ. Lần đầu gặp bà vậy đó, tôi thấy bà này bà rất đơn giản, ăn nói rất là mềm, tôi có cảm tình rồi. Thì mỗi ngày mà đi học mà gặp nhau hết à, muốn lấy cảm tình, muốn lấy
bà để ý đó, thì tôi thì cũng gặp mỗi ngày rồi tôi cũng hỏi thăm, quan tâm đến và rồi hỏi với cần tài liệu, cần dụng cụ nào, nói tôi giúp đỡ cho. Đi ngang lớp của bà học á, tôi cũng ý đồ tôi phải mang dép thằng Đan chứ không có đâu có cho dép cặp hay cái gì. Thì tấm tôi đi thì tà bẹt vậy đó, cho tôi có tiếng động. Cố tình á. Dạ. Cái rồi bà để ý tôi, những lúc nữa tôi canh bà gần về đó, tôi ra ngoài tôi đánh vũ cầu, bà ra bà thấy tôi. Gây sự chú ý á. Thời gian khoảng gần hơi 2-3 tháng gì đó, tôi mới thấy tiếng luôn. Rồi tôi viết một cái lá thư. Thư tình đầu tiên đó. Là ngày 16 tháng... Tháng mấy em? 12 tháng 11. 12 tháng 11 năm 1972. Bà coi xong cái bà thấy bà cảm động vậy, bà mới chiều tôi. Bà ưng. Đồng ý có viết thơ lại không hay là gặp mặt? Không, gặp mặt thì mỗi ngày mà gặp nhau ở trường. Sau lá thư đấy thì cách nào cô trả lời cho chú là cô đồng ý? Dễ thôi, tôi đi học, canh bả học ngày nào tôi chở bằng Honda. Chở bằng Honda thì tôi thấy bả chở mà bả ngồi tay không dám, sợ bả ngã hay là gì, tôi mới nắm tay bả. Tôi mới đưa qua bên hông. Thật ra thì người ta đâu có té đâu, tại chú cố tình chú nghĩ người ta đúng, té đúng, thôi cũng... chứ người ta có té đâu. Tôi thấy cũng hơi xôn xao trong lòng mình nắm tay. Cái nắm tay đầu tiên đó. Đầu tiên đó. Mà thời đó chú đi xe Honda là Honda Dam. Rồi lúc đó Honda Dam là dữ lắm á. À, Honda Dam. Khi mà chú cố tình mà để gây sự chú ý với cô thì cô có để ý chàng trai? Cô cũng để ý, bởi vì thấy ông này ông lo cho mình này kia đủ thứ hết trơn. Nhiều khi ổng hay tới lớp mình hỏi thăm này này kia thì mình cũng có cảm tình. Lúc mà ổng gửi cái thơ cho cô đó thì là cô cũng đồng ý rồi đó. Cô còn nhớ trong cái lá thơ đó ghi cái gì hay không ạ? Có. Thôi bây giờ con sẽ giờ không, tôi không có nhớ đâu. Không bắt cô lục lại trí nhớ, con đã cầm được trên tay lá thơ tình đầu tiên của chú gửi cho cô rồi đây. Rồi nha. Rất là muốn mở ra để xem ở cái thời gian đó thì các ông bà tỏ tình với nhau như thế nào. Cô giữ đó cô hả? Cô giữ. Trời ơi. Nó đã chú coi phai màu thời gian. Biết. Giờ nó mờ hết trơn rồi ha. Sài Gòn ngày 16 tháng 12 năm 1972. Thanh mến, trước khi viết những dòng chữ này, anh xin ghi nơi đây tất cả lòng cảm mến và chân thành nhất của anh trao về Thanh. Thanh à, chúng ta đến với nhau thật bất ngờ và không định trước được. Sau những ngày đầu bên Thanh, trao đổi và tâm sự với Thanh tất cả những gì chân thật nhất. Thanh mến, ngày gặp Thanh, quen Thanh và mến Thanh là cũng từ đó hình ảnh của Thanh lúc nào cũng vương vấn và in đậm vào tâm trí của anh. Anh chỉ mong Thanh xem anh như một người anh. Ủa gì kỳ vậy? Chưa, còn cũng sao nữa, đọc tiếp đi. Nào cũng lo lắng và giúp đỡ Thanh. Sau những đêm dài mơ nghĩ đến Thanh đã thúc đẩy anh phải viết lên những dòng chữ này. Anh hy vọng và tin tưởng rằng không một trở ngại nào, hoàn cảnh nào chi phối tình cảm của chúng ta được. Sau 2 ngày anh phải thực tập mở ngoặc thứ 2, thứ 3 đóng ngoặc là thứ 4 ngày 20 tháng 12 năm 1972 sáng 8 giờ, anh xin mời Thanh xem hát với anh và có dịp chúng ta tâm sự những gì chúng ta hằng mong ước. Chúc Thanh những ngày sắp tới vui và đẹp nhất. Anh Nguyễn Văn Tâm, đêm 15 rạng ngày 16 tháng 12 năm 1972. Xin Thanh hồi âm. Thương quá là thương đi. Sáng thôi chú à. Mà phải biết rõ là đêm nha. Đêm. Thường biết vào đêm thôi mà. Chứ không biết đêm người ta không biết là mình thức đêm đâu. Ngày xưa dưới quê đó mà còn hay viết thơ cho người yêu là đêm dài dưới ánh đèn le lói, đèn dầu đã gần cạn rồi em ơi. Anh mới viết những dòng thư này cho em. Cô nghe những cái lời chú viết như vậy thì cô cảm giác như thế nào hả cô? Vì vậy thấy chú như là lo cho mình này kia nhiều thì mình đúng là có cảm tình. Dạ. Thì khi mà nhận được cái lá thư này thì là cô đồng ý. Nhưng mà nghe nói là cô lớn hơn chú 2 tuổi. À, lớn hơn. À, chú có biết điều đó không? Không, bởi vì trường sư phạm á, từ đường đó, nam nó vô nhiều hơn á, mà nam á học phải đúng tuổi không thì bị động viên đi. Dạ. Thì tôi nghĩ ai mà khóa sau thì là phải nhỏ hơn khóa đầu. À. Nữ á thì không
không giới hạn tuổi. Tôi thì không có quan trọng vấn đề tuổi mà gái không có nghĩ hai, gì trai hơn một. Ờ, không có nghĩ mà. Rồi sau lá thư đó thì bao giờ mình bắt đầu mới yêu nhau cô? Qua cái lá thư đó thì mình thấy có cảm tình với ổng. À, thì sau mấy cái lần mà gặp nhau đúng rồi này kia là bắt đầu coi phim rồi đó. Đi đó. Có rủ đi uống nước á, đến những cái phòng trà hay những cái quán cà phê nhẹ. Hồi đó có một cái quán ở đường Phan Kế Bính thì vô dẫn bả vô ban đêm rồi uống cà phê nghe nhạc. Chú thường đi xem phim hay lén lén nắm tay nhau trong rạp chiếu phim lắm luôn? Có chứ. Trời, nắm từ lúc cái trên xe rồi. Có lén lén hôn nhau trong rạp chiếu phim? Có luôn. Có luôn, có gì đâu. Nói chung là khi mà đã có tình cảm tình rồi, có mến nhau rồi thì cái chuyện đó thì nó đúng ra cũng không ngại gì lắm. Trường có tổ chức đi Vũng Tàu chơi, đánh tâm lý mà. Mua xi mụi sẵn, đưa bả ngắm. Thường thường phụ nữ ai cũng thích cái ba cái thứ đó, đánh tâm lý mà. Vợ không có mua xi mụi, vợ mua bánh tráng trộn rồi đó. Không, bây giờ hồi đó không có bánh tráng trộn đâu. Dạ, tôi xi mụi. Rồi ra Vũng Tàu, mình có một đêm lãng mạn nào ngoài bãi biển gì không chú? Không có, chứ có cái là bả đi với mấy người bạn, đi dọc theo bãi biển, tôi đây lon ton đi theo. Vậy thôi đó hả? Rồi có thằng đó, tôi nhờ nó mày chụp hình cho tao thôi. Có hình đó tôi còn có để nhà nữa mà, giữ rồi. À, chụp vậy thôi, với hơn nữa cũng sợ bả ngại, có đông người với bạn bè mà đi gần quá thì tình cảm như vậy thì ta có khi ta để ý nên nói trong trường, còn trong trường học mà. Dạ. Bao lâu thì cô chú tổ chức đám cưới? À, 5 năm rồi. Cuối năm 76, 30 tháng 12 năm 76 là cưới. Mà cưới thì rất đơn giản, chụp có 13 tấm hình. Hồi đó thợ chụp đâu có, tôi ra ngoài bụng bồn nước ở Quận Huệ á. Dạ. Gặp cái ông mà chụp hình dạo á, tôi mới hỏi, rồi nói là bây giờ anh chụp hình cho tôi bao nhiêu một tấm, giá nhiêu một tấm. Tôi đồng ý chụp giá đó, nhưng mà với điều kiện tôi kêu chụp mới chụp. Cái nào mà tôi không kêu anh bấm là tôi mới trả tiền. Hồi xưa là cứ vô bấm được nhiêu hay nhiêu, càng nhiều càng tốt. Đám cưới á, bên vợ tôi đi khoảng chừng không tới một bàn nữa. Ít gì chú hả? Ít lắm, tôi cũng vậy, đãi bên tôi. Nhưng mà nhà cô là ở đâu? Ở nhà cô ở đường Cầu Kho, cũng gần nhà ông hả? Còn tôi thì ở đường Cao Đạt á, phường 1, quận 5. Dạ, vậy cũng sát bên nhau mà. Gần nhau. Dạ. Đến nỗi mà khi mà lên xe đi rước dâu về, tôi kêu tài xế quay đầu lại đi ra ngoài ngõ Nguyễn Cảnh Chân á. Dạ. Cho nó xa xa chút, lâu lâu chút. Đấy, cho bà xã bà ngồi cho nó lâu lâu chút trang trí thử tôi đi làm. À, bông hoa lẳng hoa này chứ. À, tôi mua hoa tươi. Dạ. Về tôi kết vô cái xe có hoa cho cô dâu cầm, mà hoa tươi à chứ không có chơi hoa giấy, nó có ý nghĩa hơn. Trước đó thì tôi nói ông già bà già, nói thôi giờ con thương cái cô đó đó, ở bên đó nó vậy vậy đó, rồi nhờ ba mẹ qua hỏi, rồi cũng nhờ một người cậu qua ăn nói gia đình bên vợ là xin miễn đám hỏi đi. Thời buổi đó khó khăn quá, chỉ làm một cái đám cưới thôi. Sau cái ngày đám cưới thì thường người ta đi hưởng tuần trăng mật, rồi cô chú có đi hưởng tuần trăng mật. Qua ngày hôm sau là ngày 31 tháng 12 tôi với bà đi ra Vũng Tàu chơi, mà đi có 2 ngày thôi, đi nay mai về. Ngày xưa đi với bạn, bây giờ bắt đầu mới đi. Tiền bạc là đâu có bao nhiêu. Tôi nói hồi thời điểm đó đó, tôi đám cưới có 47.000. Cái ra ngoài chơi đi Vũng Tàu có đó là 2 ngày 1 đêm thôi, hai chồng tiết kiệm ăn ngọc vịt lộn. Trời thấy thù quá. Ra bãi biển đó ngồi cái thôi giờ mình đừng có đi đâu vô tiệm gì á, à. Sẵn ở ngoài bãi biển nó bán ngọc vịt lộn đó, rồi cái mình ngồi một người trứng ngọc vịt lộn thôi. Những cái nụ hôn trao cho nhau trước danh nghĩa là vợ chồng chắc chắn nó sẽ khác với lại cái nụ hôn trao cho nhau khi mà mình chính thức trở thành vợ chồng, đúng không cô? Đúng rồi. Cô có thể chia sẻ rõ hơn về cái khoảnh khắc đó không cô? Cái đêm động phòng của mình á. Ừ. Không, chia sẻ cảm xúc nha, chứ cô nói gì mà chú liếc con dữ vậy. Người mà mình thương mà giờ đã được thành được với nhau rồi thì là mình cũng vui vẻ. Đám cưới rồi đó thì nó hơi khác một cái. Tự nhiên lúc đó cái mình bị mắc cỡ trở lại. Nhà của tôi đó, nhà của tôi là nhà cấp 4. Yeah. Mà đông anh em ở trên gác, đâu có phòng ốc gì đâu. Thì lúc đó tôi dạy vậy đó, tôi mua đồ nhu yếu phẩm đó. Thì tôi xin mua mớ vải mà rẻ tiền nhất tôi mua, nó bán tôi vải nó màu hồng. Cái tôi về tôi mua đồ mai cái màn che, tự tôi mai luôn. Mai màn che để tiện hôn nhau.
Đúng rồi. Thấy cái chưa đó, cái rồi phải cái đó rồi, cái rồi phải cho cái đêm tân hôn nó kín đáo chút chứ. Mà trên gác là cây nữa. Ọt ẹt. Rồi ở dưới mọi người ở dưới đông nó ngại mồ luôn. Không, cái giường á, tôi có một bạn đi rừng, tôi nói mày về mày cho tao một bộ giường, mày cưa sẵn đi, nhà hẹp thôi, lấy lo giường thứ tư thôi. Đóng sao cho đừng có kêu, đúng không? Yên tâm, giờ này đó, tới giờ này á, tôi còn sử dụng. Giờ con nằm đang lên đó, xài người không thấy gì hết. Không kêu luôn. Không kêu luôn. Cây bằng lăng. À, cây bằng lăng như nhớ cái lăng. Cây bằng lăng hay còn gọi là cây thao lao đó. Vậy bằng lăng trong rừng hết rồi, người ta lấy đi không, làm giường. Thao lao nhiều lắm. Mà có đi nữa cây non, còn cái này cây chắc. Cây già nó không có kêu quạt kẹt đúng không? Không có đâu, mà đi làm giường hết rồi chú ơi. Một đống chú cũng tính sẵn rồi. Tính rồi. Có đầu tư. Chắc bởi vì trên lầu nó hay ọt ẹt lắm. Gây tiếng động. Xài đến giờ này đó. Mà giờ này mấy đứa con tôi mua xài á. Gì đâu mà mấy anh trai dạ. Ơi, mấy anh trai nhớ mua giường cây bằng lăng. Không phải mua giường, mua gỗ. Mấy anh trai nhớ mua gỗ cây bằng lăng. Giường mà ở tiệm mới bán là thôi, thua. Dạ, thua. 3 ngày à? À anh 36 tuổi ơi, mai mốt mà anh có lấy vợ, anh nhớ nói ba mẹ nhường lại cho cái giường. À, tôi có nói mà. Dạ. Ở đó mà lấy cái hũ. Đó là bí quyết để gìn giữ hạnh phúc của gia đình. Rồi sau này ví dụ lâu lâu ví dụ nó cũ thì tôi đánh vẹt ni lên. Dạ. Trời ơi giường tôi chắc lắm anh ơi, giường của tôi lên ơi. Trời chú biết chắc chưa? Chắc chứ, mình nằm 40 mấy năm rồi. Trời ơi có thuộc thịt gì đâu. Không nghe tiếng gì luôn hả? Nghe gì hết đó. Trời ơi chắc lắm. Vợ đâu còn nói mà. Nói ôi trời ơi giường này. Thầy ngon, giường ngon anh. Ngon, giường không có kêu ngon. Cái kêu cũng mệt luôn. Mà con thấy rõ ràng chú đó có chiến lược nha, một thước tư hơi để cho nằm cho nó gần. Không cái đó thì nó không có bị xa ra. Đó, cái đó cũng là một ý nhưng mà đó, nhưng mà nhà hẹp, nhà bề ngang có 3 mét trừ bì ra còn có 2.8 bao nhiêu. Dạ. Nhà lâu mà hồi xưa mà. Dạ. Đám cưới xong thì bao lâu mình có cháu đầu tiên hả cô chú? 2 năm sau, tức là năm 78. 8 tháng 6 là sanh đứa con đầu lòng năm 78 á. Trước đó là cái thời kỳ đổi tiền lần thứ 2 sau giải phóng. Tôi đi công tác, nó giao cho tôi làm kế toán của bàn đổi tiền. Ở nhà thì có mình bà, tiền hỏi ở đâu có. Còn nhiêu để dành để bà ăn trong cái thời gian mà tôi đi. Con thì nó gần sanh rồi, tôi mua vịt muối ăn. Nên con nó mất, nó sụt cân. Rồi khi sinh đứa con đầu lòng thì cô chăm sóc cháu hay là chú ạ? Cô chăm sóc xong sóc hết luôn. Chú thì đi dạy. Dạ. Vừa dạy mà vừa phải kiếm vừa thêm phải tiền. Lương có bao nhiêu, có mấy chục đồng. Lúc đó cô nghỉ rồi. Tôi vừa dạy mà vừa phải phải buôn bán làm ăn. Thưa cô sinh xong chị đầu lòng á là cô nghỉ luôn. Chưa chưa, chưa. Năm một sau năm sau cô mới nghỉ. Năm 79 là cô mới nghỉ. Tại sao cô nghỉ cô? Thì khó khăn quá. Đường nhà xa từ Sài Gòn mà lên đó là 20 cây số. Đạp xe tôi chở đi bằng xe đạp. Ủa sao chú xe không đa đam chú đâu? Xăng không có xăng. Cấp cho tháng có mấy lít à? Có xe mà không có xăng cũng khổ. Có cái xe đẹp mà không có xăng đâu. Có tiền thì mình mua ở ngoài. Dạ. Xăng nó bán ngoài thiếu gì? À nhưng mà tiết kiệm ha chú hả? Tiết kiệm mà tiền đâu mà tiết kiệm. Không có tiền mà tiết kiệm gì. À, lương có mấy chục đồng bạc à, lo mua sữa, mua sữa cho con á. Thời năm 78-79 là cực kỳ khó khăn. Ở chỗ qua khỏi Bình Triệu á. Dạ. Hồi đó là trống trải hết. Dạ. Ruộng rẫy không à. Đúng rồi. Chó đi phải ngáp. Cái kêu cái đồng chó ngáp. Cánh đồng chó ngáp. Trời ơi. Đúng rồi lúc đó vắng lắm. Vắng lắm. Ủa là sao chú chó đi phải vắng ngáp? Vắng, vắng quá chó nó quá, quá. Lớn không quá. Không ai để nó sủa. Giờ chú đi làm thêm gì chú? Làm thì ơi đủ nghề lắm. Chạm đã ôm. Ờ có cái xe mà. Xe có xe đam xe. Đó. Dạ. Rồi tôi bán bánh ở sân vận động. Bánh gì chú? Bánh rê, bánh cai. À. Trước đó đó là năm 82 á, tôi thấy đời sống khó khăn quá, tôi muốn chuyển nghề. Nghề lái xe là nghề nó ngon ạ, có ăn á. Thì ông anh rể đó, ông đang làm xe, ăn chạy xe. Cái tôi mới nói, ảnh nói, anh kiếm cho tôi chiếc xe sang đi. Sang chứ không có mua, bởi vì đó là xe của nhà nước không à. Dạ.
Con lấy xe là nó cải thiện đời sống rồi hả? Chỉ có đó là còn kiếm cô ở nhà cứ chăm sóc con vậy đó. Đúng hả? Rồi. Cứ ở nhà không? Cứ ở nhà. Rồi xong mình sẽ có hai đứa mình cũng sinh thêm người nào nữa. Thôi thấy khó quá. Khó khăn quá. Phải qua năm 90 rồi bắt đầu đổi mới hơi hơi đó. Chú đi ra ngoài chú bươn chải nhiều hơn thì cô có sợ hay không cái việc mà chú ra ngoài chú tiếp xúc với lại nhiều người mà trong đó có các cô gái đẹp khác nữa? Đúng, cũng sợ chứ, mình là đàn bà mà mình dĩ nhiên là mình cũng phải ghen có một chút, nhưng mà mình thấy trước đó thì chú cũng là người mình cũng tin tưởng hơn, vì thấy chú cũng thật thà đó, thành ra mình cũng yên tâm chút. Nhưng mà ghen thì cũng phải ghen. Sau bao nhiêu năm rồi cô chú sống với nhau như vậy rồi thì cô chú có thấy tật xấu của đối phương mình là như thế nào? Chú thì cái tật là hay nóng tính, nói lớn tiếng lắm. Cái tật xấu của chú là chỉ có nóng tính thôi. Đó. Mà la thôi chứ không có đập đồ phải không? Không, la thôi không có đập. Còn tật xấu của vợ tôi á hả? Không, nói đúng rồi, nói không có là không được. Vợ tôi đánh chậm chạp, chậm, ăn chậm, làm chậm. Chẳng hạn như lặt rau, lặt chậm, lâu, mất thời giờ. Tôi nhào vô tôi làm có 3 phút là xong rồi. Lặt rau mà cũng chậm. Nó còn thấy tật xấu của cô chú là con có hết luôn. Theo cái nữa là theo tôi thấy là nó cũng hơi thôi, không có xấu lắm. Ít cái chia sẻ. Tôi thấy vậy đó chứ không phải có xấu không không, tôi còn biết. Con nghĩ là do cô thương chú cho nên là cô không có muốn nói những cái mà khó khăn cô gặp phải hoặc là những cái nỗi buồn của cô đang có, tại vì cô sợ chú lo. Thời gian khá dài như vậy là 40 mấy năm cùng đồng hành trong chặng đường, có khó khăn nhưng nó cũng không trắc trở bằng những cặp đôi khác. Vậy thì đến ngày hôm nay chú có muốn có điều gì muốn nói với cô hay không? Vợ tôi là tin tưởng tôi, mặc dù ai cũng nói có thành kiến về nghề lái xe, nhưng mà tôi á, khi mà bắt đầu tôi làm xe đó, đến bây giờ lúc mà tôi nghỉ á, buông tay lái xuống á, là 30 năm tôi chỉ biết lo làm ăn rồi. Con cái là đi suốt ngày, sáng sớm đi chiều tối về à, tới nỗi mà con không có gần gũi lắm, tại vì mình đâu có thời gian ban ngày đâu. Rồi nhiều lúc đó tôi có ngày đó tôi nghỉ ở nhà, vợ tôi bận gì đó giao con, giao này nè, giữ làm sao mà để cho nó gãy tay. Trời ơi trời. Mà vợ tôi có cái hay nữa, tiết kiệm, tính toán rất hay. Tôi làm bao nhiêu, ít cũng đưa bà, nhiều cũng đưa bà. Bà gom lại đủ mua vàng bà giữ. Đó là tất cả những suy nghĩ cũng như là những tình cảm của chú dành cho cô. Còn bây giờ thì là tình cảm và những lời tâm tư của cô dành cho chú. Và tất cả nó đã đều được gói gọn trong cái lá thư. Anh thương, sau khi nhận được bức thư tỏ tình của anh làm em suy nghĩ thật nhiều. Vì từ khi mình quen nhau, em thấy anh là người lo lắng cho em, nhiệt tình giúp đỡ cho em lúc học tập, cũng như khi em lo sợ điều gì thì anh lại là người ở bên em để chia sẻ. Những lần trò chuyện, tiếp xúc với anh, em nhận thấy anh là người rất chân thật. Cuộc sống của mình dù có khó khăn, anh cũng đã chịu khó làm những việc như chạy Honda ôm hay là đi bán bánh để lo cho các con được ăn no và học hành đến nơi đến chốn. Đó là sự hy sinh của anh dành cho gia đình mình. Em cảm ơn anh rất nhiều vì em an tâm khi chọn anh là người đồng hành với mình, em Thanh. Ôi, nghe xong đã không chú? Tôi chưa nghe được á. À, chưa nghe. À, chưa nghe. À. Hồi đó bà gửi rồi tôi không biết, giờ nhớ không biết mà bà giữ hết à. Dạ. Tôi không biết giờ này lấy ra tôi biết. Cái này là mới đó. Đây là một lá thư cô mới viết. Dạ hả? Hôm nay thì chương trình có một cái món quà gửi tặng cô chú. Xin mời cô chú hướng về màn hình. Đối với ba, con rất thương ba, chứ không phải là con thương ba. Nhưng mà cha con mình ai cũng nóng hết, nên nhiều khi ba cũng muốn dạy con, mà đôi khi con nóng, con cũng không kịp được. Thì có những lần con trả lời làm cho ba buồn lòng. Con nhìn con biết ba thương lắm, ba hy sinh nhiều cho con, chứ không phải là không có.
mà tại con với ba cũng y chang nhau à, mỗi người giấu trong lòng không ai tìm nói ra hết á. Con năm nay 36, tôi cảm ơn mẹ lo cho con 36 năm nay. Cảm ơn cha, cảm ơn mẹ. Không có cha mẹ, không có con, con thấy ba đi làm cực khổ. Mỗi đêm 12 giờ khuya ba phải thức dậy cái giờ mà đúng là của mọi người phải đều đi ngủ, nhưng mà ba phải hy sinh vì tụi con. Ba phải, con thấy ba đang ngủ mẹ gọi ba dậy để đi chạy lái chiếc xe chở mấy chục tính mạng đi từ Sài Gòn ra Hàm Tân, không chỉ một năm mà nó kéo dài mấy chục năm trời. Con nhìn con rất là thương ba. Vì vậy từ lúc con nhỏ, con học lớp 8 con đã biết suy nghĩ rồi. Lúc đó là con thấy ba như vậy thì con đã quyết phải ráng mình học hành, để sao ba, những gì ba không đạt được thì con sẽ cố gắng. Chỉ có ba nghĩ làm là năm 2011 tới nay là 9 năm nay ba mới được ngủ có thể một giấc ngon. Và con đã được từng theo ba một lần, con đi làm lơ, con chỉ thức 3 tháng nhưng con chịu không nổi. Còn ba thức hàng chục năm để hy sinh chị em con. Và trong 9 năm nay, mỗi ngày con đi làm về, con nhìn ba. Tại sao con về con hỏi mẹ, mẹ ba con đâu? Ba con ngủ rồi. Con thấy ba cũng ngủ, đi về trưa về cũng thấy ba ngủ. Vì sao ba ngủ nhiều quá vậy? Đó là bởi vì hàng chục năm nay ba con đã không có một cái giấc ngủ ngon. Đôi khi ba con nói chuyện có thể là lẫn, con cảm thấy rất là buồn do ba thiếu ngủ quá nhiều. Rồi nhìn mẹ, con chỉ nhìn lại những cái tấm hình cách đây có vài năm, 2014. Nhìn mái tóc mẹ còn đen, có chút xíu bạc thôi, nhưng mà bây giờ nhìn mái tóc mẹ đã bạc rồi. Con rất buồn, con rất sợ. Cái nỗi sợ của con á, nó là cái con mở mắt ra hoặc là con đi đâu về mà con không thấy được ba mẹ con. Không có ai mà tồn tại vĩnh cửu, mà cái đó là ai cũng phải đi qua nó đó. Nên con rất là sợ. Mở mắt ra, con chạy qua phòng, con thấy ba mẹ. 36 năm nay con vẫn cười, đến rằm tháng 7 con vẫn cài hoa hồng đỏ. Đó là niềm hạnh phúc của con, bởi vì điều đó chứng tỏ rằng con còn cha còn mẹ. Những lời chia sẻ của con trai thì cô thấy cảm xúc thế nào hả cô? Rất xúc động. Bởi vì nó biết nghĩ đó. Nó không biết nghĩ tới cha mẹ nó. Nó sợ, nó sợ nhiều khi mình mất rồi thì nó sẽ buồn lắm. Nhiều khi mình thấy mình thương quá. Thằng con trai tôi này nè, lúc nó sinh ra tới giờ này là ở gần mẹ không. Tại vì năm 84 mà vợ tôi nghĩ là năm 79 gần mẹ không. Tôi thì ít lắm, tại vì suốt ngày tôi đâu có ở nhà. Đi trên xe không? À, đi theo mà. Còn làm sao cô có bí quyết giữ được hạnh phúc cho đến bây giờ cô? Thí dụ như nhiều khi thấy chú về, chú đi làm về mệt thì là mình lo cho chú về ăn ngủ đồ này kia. Một phần là cô tin tưởng ở chú nên cô không có lo về những cái chuyện mà về ghen tuông hay là gì hết. Nhiều khi chú nói cô không có chia sẻ cho chú, nhưng mà thật ra thì thấy về mệt ở ngoài rồi, về mình mà nói thêm những cái gì mình buồn bực hay là gì thì ổng thêm lo nữa, thì thành ra cô không nói là như vậy đó. Hay quá, chứ không phải là cô không nói. Đó là những cái kinh nghiệm của những bậc tiền bối. Một lần nữa thì cảm ơn cô chú đến tham gia chương trình. Chúc cô chú mạnh khỏe, hạnh phúc. Và đây là phần quà của chương trình dành tặng cho cô chú. Đây là sản phẩm Alabio vượt qua nỗi sợ đái tháo đường. Rất là mong cô chú giữ gìn sức khỏe. Xin được cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi chương trình.